Hello anh em, chào mừng em quay trở lại channel của mình. Xin lỗi anh em vì tuần trước mình không thể ra video được, bởi vì tuần trước mình có cái tour mà đi chơi thì mình không muốn quay video lắm, nên là anh em thông cảm nha. Thì tuần này mình quay lại với một chiếc xe. Xe này á là xe lớn cho già gân, không phải là xe cho anh em nhập môn nữa. Chiếc xe này 500cc và đến từ một thương hiệu mà khá là gây tranh cãi, đó là Benelli. Và xin giới thiệu với anh em Benelli Leoncino 500 phiên bản Trail. Các anh em, thì đầu tiên mình hãy nói sơ sơ về cái thương hiệu Benelli đi. Thì đây là thương hiệu khá là tranh cãi ở Việt Nam mình. Thì những anh em chơi rồi thì rất là biết rất là rõ về Benelli rồi ha. Và những anh em chưa chơi á, và những người mà chỉ nghe thấy mác là Trung Quốc thôi á, thì anh em hầu như là chê, kêu là xe Trung Quốc thì mua làm gì. Đây là những gì mình tìm hiểu được ha. Benelli á xuất xứ là từ Ý, cùng nhà, cùng quê hương với Ducati đó anh em. Benelli cũng rất là lâu đời rồi. Thì có thể là do cái thời gian phát triển xe và cái cách vận hành, cách bán buôn của họ không được tốt, cho nên là họ không cạnh tranh lại với Ducati, với Triumph, những thương hiệu xe lớn khác. Họ buộc lòng họ phải bán cái thương hiệu của mình đi, và bên Trung Quốc họ đã mua lại. Nhưng mà những chiếc xe của Benelli ngay cái thời điểm hiện tại thì cũng đều là được thiết kế và tinh chỉnh bởi những cái kỹ sư của người Ý, cho nên là chiếc xe này vẫn có thể gọi là một chiếc xe đến từ Ý. Nhưng mà tại sao chiếc xe này cái giá chiếc xe nó lại rẻ? Bởi vì chiếc xe này từ gia công cho đến các phụ tùng xe là đều được sản xuất và hoàn thiện, lắp ráp tất cả mọi thứ ở Trung Quốc, cho nên là cái chi phí nhân công của họ rẻ, dẫn đến cái việc là cái giá xe này nó đã được giảm đi rất là nhiều, rất là đáng kể rồi anh em. Nhưng mà không có nghĩa là sản xuất và gia công tại Trung Quốc mà nó dở. Thì như anh em biết là như iPhone thì họ cũng có nhà máy sản xuất ở Trung Quốc, nhưng mà iPhone đâu có dở đâu, đúng không anh em? Thì chiếc xe này nó cũng như vậy đó, chỉ là người Trung Quốc họ đã mua lại thương hiệu Benelli này, vẫn tiếp tục đưa ra những sản phẩm giá trị và có cái giá rất là cạnh tranh. Cho nên là nhiều anh em cứ nghĩ là mác Trung Quốc là dở, nhưng thật ra là nó cũng không dở đến vậy đâu anh em. Nó vẫn rất là tốt. Và theo như cái test drive của mình á, thì mình thấy là chiếc xe này có độ hoàn thiện rất là ok. Thậm chí cái cùm công tắc của chiếc xe này á, mình đánh giá là nó còn ngon hơn cả cái cùm công tắc của chiếc Royal Enfield 650 của mình nữa. Đây là những ý kiến thông tin chung về Benelli mà mình có thể đưa cho anh em thôi ha. Nói riêng về chiếc xe Benelli Leoncino 500 này đi. Chiếc xe này á, có khối động cơ là 500cc, làm mát bằng nước. Anh em có thể thấy là cái két nước của nó rất là lớn, và cái khung sườn của nó, anh em có thể liên tưởng sơ sơ là nó có khung sườn gần giống như là khung sườn mắt cáo của Ducati Scrambler vậy đó. Như cái khung hình tam giác ở ngay giữa nè, mình thấy cái chi tiết đó là rất là giống như là cái khung sườn của Ducati Scrambler luôn. Ok anh em, thì công suất chiếc xe này á, khối động cơ của nó là 500cc, 47,6 mã lực, với mô men xoắn cực đại của nó là 46 Nm tại 6.000 vòng. Có nghĩa là chiếc xe này nó sẽ cho một cái thọt rất là lớn ở cái vòng tua rất là thấp. Điều này nó có nghĩa là chiếc xe này nó sẽ rất là bóp ở những cái nước ga đầu nha anh em. Và theo như mình trải nghiệm á, thì đúng là như vậy đó anh em. Một số chiếc xe này á, là số 1, số 2, số 3 á, mình cảm giác cái gia tốc của nó lên rất là mượt, rất là nhanh. Và nếu mà so sánh với chiếc xe của mình á, thì những cái nước ga đầu của chiếc xe này nó không có thua thiệt gì hết. Mặc dù nó là 500cc, xe mình 650cc, nhưng mà chiếc xe này á, những cái nước ga đầu của nó vẫn rất là ok, ngon ngang ngửa. Cái đó em sức mạnh động cơ là vậy, nhưng mà chiếc xe này còn những cái điểm ở trên phần đầu mà mình thấy khá là ấn tượng. Mình rất tiếc là cái đầu đèn này không phải đầu đèn zin. Đầu đèn này anh chủ xe đã thay bằng một cái đầu đèn khác rồi. Nhưng mà cái đầu đèn zin á, theo mình thấy thì nó rất là đẹp. Nó có cái thiết kế nó hơi cách tân, nó không hoàn toàn cổ điển, nhưng mà nó vẫn giữ được những cái sự gọi là nó tối giản anh em. Nó có hình chữ U, nó chạy dọc ở đây nè, mình thấy cái đó rất là hay. Điểm thứ hai mà mình thấy rất là hay ở chiếc xe này đó là cái dè này nè. Mặc dù nó là dè nhựa thôi, nhưng mà nó có hình con hổ trên này nè. Đây là một cái chi tiết mình đánh giá rất là cao, nó rất là điểm nhấn cho cái phần đầu của chiếc xe này luôn đó anh em. Điểm thứ ba mà mình thấy chiếc xe này nó hay đó là cái phục này nè, rất là lớn. Mình thì mình là gu là phục ấm lồng, mình thích những cái thứ cổ điển hơn. Nhưng mà với chiếc xe này á, thì mình thấy cái phục ở xe đao của nó khá là ấn tượng. Bởi vì sao? Cái ti của nó rất là lớn anh em, ti nó rất cực kỳ lớn. Và với cái phiên bản Trail này á, thì nó còn dài nữa, để cho anh em có cái hành trình nhúng nó dài hơn á, anh em đi qua những cái địa hình sốc á thì nó sẽ mái hơn. Và anh em thấy nè, cái chảng ba nè, cái chảng ba dưới nè rất là to, nhìn rất là chắc,
rất là hay, mình rất là thích cái chi tiết này. Rồi phía trên này á, thì cái đồng hồ của chiếc xe này á, nó cũng là một cái đồng hồ khá là ok, cũng nhỏ đó. Và chủ xe đã gắn một cái mão ở đây. Thì cái mão này á, nhìn rất là cổ điển, cho nên là cái phần đầu này á, hiện đại đó, nhưng mà gọi là tân cổ giao duyên đó anh em. Rồi cái xi nhan của chiếc xe này thì cũng hay, cũng khá là dẻo, cũng khá là sáng. Mình không thể chê cái xi nhan này được bởi vì mình thấy xi nhan này cũng khá là đẹp. Mặc dù nó không cổ điển thôi, nhưng mà theo mình thì nó ok. Về phần trên của chiếc xe này á, cái ghi lông là một cái ghi lông khá là thẳng, ngồi rất là thoải mái. Tại vì chủ xe mua lại cho nên là cũng không biết là phải zin hay không nữa, nhưng mà theo mình thì tôi thấy lái khá là thoải mái. Khi lần đầu tiên mình ngồi lên chiếc xe này, mình từng ngồi thử lên chiếc CB500X rồi, một chiếc xe touring. Và chiếc xe này mình ngồi lên á, cái cảm giác giống giống vậy đó anh em. Kiểu như là tư thế ngồi rất ngồi khá là cao và cái tư thế lái khá là thẳng, nên thành ra là mình cảm giác là chiếc xe này nó dùng để đi địa hình, nhưng mà mình cảm giác là nó tiệm cận với một chiếc touring. Mặc dù là nó không có nhìn giống một chiếc touring chút nào ha anh em, mà ngồi khá là thẳng lưng, khá là thoải mái nè. Cụm công tắc của chiếc xe này á, anh em cứ chê là Trung Quốc, nhưng mà phải nói là mình thấy cái cụm công tắc này á, đúng là nhìn nó không được sắc nét như là của Triumph, của Harley hay là của Honda, Yamaha, nhưng mà độ hoàn thiện của nó rất là tốt. Những cái chi tiết cắt của nó theo mình thấy á, là nó ok, nó ngon. Nó không bị cắt, bị xén qua những cái chi tiết thừa. Và những cái đường mà nối á, những cái chập nối của những cái chi tiết mảng nhỏ nhỏ á, họ đã làm bo lại rất là tỉ mỉ, nó không có bị răng cưa nhiều nha anh em. Nên mình thấy cái chi tiết nó rất là sướng, rất là bấm, nó cảm giác độ đàn hồi rất là ok. Không biết anh em cảm giác như thế nào, nhưng mà cá nhân mình thì mình thấy như vậy. Mình thấy nó ngon, và nó như hồi nãy mình nói, nó ngon hơn chiếc RS50 của mình nữa. Đồng hồ chiếc xe này thì mình thấy khá là đầy đủ chi tiết, báo tốc độ, báo vòng tua, báo số, báo giờ, báo nhiệt độ máy và cả nhiệt độ nhớt nữa. Rất là nhiều thông tin luôn anh em. Nói chung là những thông tin nào mà trên chiếc xe này có thể xuất hiện được á, là đồng hồ này nó báo hết, rất là hay. Mình thấy khá là đầy đủ. Mà mặc dù là thiết kế của nó thì theo mình nha, nó chưa gọn. Nếu mà nó gọn lại như đồng hồ của Ducati Scrambler á, thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Nó gọi là đủ dùng anh em. Nó không quá xấu, nó không quá hiện đại. Đó là điều mấu chốt để mà một chiếc gọi là tân cổ giao duyên như chiếc Lancino này á, nó đúng nghĩa hơn. Vẻ dàn đuôi của chiếc xe này thì mình thấy khá là ok. Nó có những cái chi tiết rất là hay nha anh em. Như cái về này nè, về này á, nó được tích hợp luôn cái đèn hậu vô đây. Theo chủ xe chia sẻ là chủ xe rất là thích cái đèn hậu này, bởi vì nó gọn, cái đèn led của nó đi khá là đơn giản. Một điểm mà mình thấy ưng ở cái dàn đuôi nữa, đó là cái về này nè anh em. Đây là một cái dàn mà mình nghĩ là sẽ có rất là nhiều những cái anh em chơi những dòng xe khác cắt đuôi đi á, rất là muốn có cái dàn này. Nó rất là chắc chắn bởi vì nó là đồ zin, đồ chính hãng, nó gắn trực tiếp vào cái phần gắp xe như thế này. Thì đây á, nó rất là chắc chắn nha anh em, nó cực kỳ chắc luôn, nó không có lỏng lẻo như là những cái dàn đồ chơi mà mình hay mua ngoài thị trường mấy trăm ngàn đâu. Thì cái chi tiết này á, nó khiến cho cái phần trên này á, nó gọn gàng hơn, nó đẹp hơn, mà nó vẫn đảm bảo được yếu tố là nó sẽ che chắn tốt được cái phần bùn. Chiều cao của chiếc xe này á, bản trail này á, nó cao hơn rất nhiều so với cái bản kia. Nguyên bản của nó chỉ có 700 mấy mm thôi, bản trail này á lên đến 825 mm, rất là cao nha anh em. Cho nên là khi mà ngồi lên á, mình cảm giác là cái trọng tâm của chiếc xe nó hơi cao. Lại một lần nữa mình nói, chiếc xe này ngồi nó giống như là chiếc touring vậy đó. Thì giờ mình sẽ ngồi thử anh em xem ha. Ok, thì anh em biết á, mình cao 1m69. Thì hai chân của mình á, là chạm được đất, nhưng mà phải nhón, mình không thể là chạm gót được. Nếu mà mình để một chân á, thì mình có thể chạm gót được. Thì cái tư thế ngồi như thế này á, mình thấy là nó cũng ok, đủ dùng. Một cái điều mình hơi bị thắc mắc một xíu, đó là cái trọng lượng của chiếc xe này á, nó là theo công bố ở Việt Nam, nó là 190 trọng lượng khô, mà công bố ở bên Ý, nó là 170. Mình không biết là cân nặng nào đúng nữa. Nhưng mà nếu như mà theo như mình dắt á, thì mình dắt chiếc xe này á, mình thấy nó cũng khá là khoai đó, nó cũng khá là nặng đó. Mặc dù là chiếc xe này đã được gỡ bầu đi rồi, nhưng mà mình cảm giác là chiếc xe nó vẫn hơi nặng. Nên là mình nghĩ là đâu đó 190 trọng lượng khô là nó hợp lý. Và cái bình xăng này á, dung tích của nó là 12,7 lít. Thì nếu mà cộng vô á, thì nếu mà full xăng nhớt luôn, thì trọng lượng của chiếc xe này sẽ ngoài 200. Nhưng mà theo mình thấy thì cảm giác rất là thoải mái anh em. Không hiểu sao, có thể là do chiếc xe này họ phân bố trọng lượng tốt, cho nên là mình cảm giác là chiếc xe này á, dù là cái trọng lượng nó cũng xem hoặc là nhẹ hơn một xíu so với chiếc xe 650 của mình, nhưng mà mình cảm giác chiếc xe này ngồi lên bên trên như thế này á, cảm giác điều khiển của nó rất là nhẹ nhàng. Nó không giống chiếc xe mình, chiếc xe của mình á, mà
mất thế là nó rất là dễ bị đổ. Chiếc xe này nó nhẹ hơn, cảm giác điều khiển nó sẽ thoải mái hơn nha anh em. Ok, thì về bình xăng của chiếc xe này thì nó là 12,7 lít và theo như công bố của anh em trên mạng thì nó tiêu hao đâu đó tầm 25 đến 30 km một lít. Thì nếu mà cái nhiên liệu này mà là thật á thì chiếc xe này có cái độ tiêu hao nhiên liệu khá là chấp nhận được đó anh em. So về cái dàn yên của chiếc xe này đi, thì cái yên của chiếc xe này á, theo mình thấy ha, một người ngồi á nó hơi cứng xíu, và cái phần ngồi á thì mình thấy nó cũng thoải mái, nó cũng bo thuông á anh em, cho nên là chỗ để chân của mình khá là thoải mái, mình không có bị gọi là bị cấn bè ra, cho nên là mặc dù là 825mm mà mình chống chân vẫn rất là ok. Còn nếu mà cái xe này á mà bè ra thì đương nhiên là sẽ chống chân rất là mệt. Rồi em thấy ngồi sao? Cứng ha? Này sao mỏi lắm. À, dư yên không? Rồi dư yên. Ok, đó như anh em thấy là hai người đàn ông ngồi mà yên nó vẫn dư. Nhưng mà theo như bạn này chia sẻ thì nó khá là cứng. Và theo như bạn chủ xe nói thì cái yên sau nó khá là trơn nữa, cho nên là có vẻ là đi xa nó sẽ hơi khó chịu một xíu. Nhưng mà nếu mà làm lại thì nó sẽ ok hơn. Nói sơ về cái dàn chân của chiếc xe này á, nếu mà là phiên bản lên Sino bình thường á thì nó sẽ là đi bánh mâm và đi là 17-17 phía trước phía sau luôn. Thì đó là một cái điểm rất là trừ của lên Sino. Con này á, bản Trail này á, nó hay ở chỗ là nó đã khắc phục điều đó rồi. Nó dùng vành nan hoa, đi vành căm và nó khiến cho cái dàn chân chiếc xe này rất là cổ điển, rất là ok. Đây là một điểm cộng của chiếc xe này ha. Và cái size vành của cái chiếc xe này á, nó thay đổi rồi anh em. Có nghĩa là bánh trước là 19, bánh sau là 17. Và điều này á rất là phù hợp để anh em có thể đi địa hình. Ngoài cái chi tiết đó thì cái độ an toàn chiếc xe này cũng rất là ok. Nếu mà từ 500cc đổ lại á, anh em rất là khó để mua được một chiếc xe mà có cả hai đĩa phía trước. Chiếc xe này nó hai đĩa. Tuy nhiên á, cái bản Trail này á, nó lạ một chỗ là thay vì nó dùng phanh 4 bits cả hai bên thì chiếc xe này chỉ dùng phanh 2 bit cho hai bên thôi. Thì mình thấy đó là một cái phát triển ngược á, thì mình thấy nó hơi lạ. Có thể là họ làm như vậy để giảm cái chi phí của chiếc xe và để cho nó nhẹ hơn, mình nghĩ như vậy thôi ha. Bù lại thì chiếc xe này đều có ABS cả trước và sau cả, cho nên là chiếc xe này mình thấy cái độ an toàn của nó rất là ok. Đánh giá sơ về cái ngoại hình của nó thì anh em thấy nó là sao? Theo mình thấy nha, đây là góc nhìn mình thôi, và hy vọng là những anh em mà đam mê dòng này á, hoặc là những cô chú chưa xem channel của con nhiều á, thì hy vọng là mọi người sẽ bỏ qua, bởi vì đây là góc nhìn của con, của em, của mình. Là góc nhìn của một người rất là thích những chiếc xe thuần cổ điển. Cho nên là sẽ có những cái chi tiết trên chiếc xe này mà mình không thích, mình cảm thấy không ưng lắm. Theo mình thấy á, cái ngoại hình của chiếc xe này á, nó có những cái yếu tố cổ điển. Anh em hay gọi chiếc xe này là xe tân cổ điển hay là neon classic, nhưng mà thật ra mình thấy nó không có giống một chiếc xe cổ điển lắm. Nếu mà là Ducati Scrambler thì mình thấy nó giống cổ điển hơn. Mặc dù á, người ta gọi là chiếc xe này là có thể so sánh với lại Ducati Scrambler đó, cái kiểu dáng nó giống nhau đó, nhưng mà thật ra nó không hẳn là như vậy. Đối với mình thì chiếc xe này nó chưa hẳn, bởi vì cái phần thân của chiếc xe á, Benelli họ cố tình họ làm là cái bình xăng nó vuốt ngược xuống, nó thành cái cốp luôn, và nó nối một khối liền khối ra cái phần đuôi. Và cái chi tiết này á, khiến chiếc xe này nó không giống một chiếc xe cổ điển. Nếu mà anh em nhìn vào Ducati Scrambler á, thì anh em có thể thấy á, bình xăng nó riêng, cái cốp nó riêng, nó không có liền thành một khối, cho nên là thành ra là nhìn Ducati Scrambler á, nó có từng mảng riêng biệt, khiến chiếc xe nó nhìn nó giống một chiếc xe cổ điển hơn. Còn chiếc xe này thì đó, như mình nói á, là cái chi tiết đó, cái phần thân á, là cái mà khiến mình cảm thấy là chiếc xe này không giống một chiếc xe cổ điển lắm. Nếu anh em cảm thấy yêu thích cái dáng xe này á, anh em muốn giữ zin á, thì rất là ok. Cơ bản thì nó cũng không xấu, thật sự là nó không xấu, chỉ là nó không thuận mắt đối với mình thôi, nó không có thuần cổ điển lắm. Giải pháp cho anh em á, ở trên mạng mình thấy có những cái kit họ gỡ luôn cái phần yên xe nè, họ gỡ luôn những cái cốp xe này, họ giữ lại cái phần bình xăng thôi và họ làm cái cốp riêng. Thì đó là những cái idea mà mình thấy rất là hay, nó khiến cho chiếc xe này á, nhìn nó trở nên cổ điển hơn hẳn. Mặc dù là nó cũng không hoàn toàn là cổ điển đâu, nhưng mà bình xăng, cốp ra cốp, yên ra yên, nhìn rất là hay. Và mình thấy là nếu anh em có tiền thì anh em có thể tìm những cái kit này. Thì hình như là bên Thái và bên Đài Loan anh em có thể order những cái kit này về ha. Ngoài những cái chi tiết đó ra thì mình thấy có một cái yếu tố mình thấy rất là hay ở cái dàn chân của chiếc xe này á. Ngoài cái dàn phục trước rất là bự, rất là đẹp ha, thì cái phục sau nó cũng rất là hay, nó bắt lệch qua một bên. Thì Ducati thì lệch qua bên trái,
Benelli thì là bên phải. Và hình như là hầu như những chiếc xe nào Benelli thời điểm hiện tại á, 250, 300, BN302, BN600 hay là chiếc này, nó đều có cái phục nằm lệch qua bên phải như vậy cả. Và như hồi nãy mình nói á, nếu anh em mua cái kit kia về á thì nó lộ luôn cái phần phục ra, nhìn xe rất là cứng cáp, rất là đẹp. Thì đó là một cái gợi ý cho anh em để anh em có thể đổi lại chiếc xe này ha. Ngoài ra thì mình thấy nếu mà xét riêng về cái dáng zin của chiếc xe á, mình không làm gì hết á thì nó ok, nó đủ dùng, nhưng mà nó còn có thể tốt hơn nữa. Thì theo cái gu của mình nó là như vậy. Thì anh em cảm nhận như thế nào thì có thể đặt bên dưới phần comment ha. Bài đánh giá của mình hôm nay chỉ đến đây thôi. Chiếc Leon Sino 500 này á, phiên bản treo á, thì cái giá mà anh em có thể mua lại á, cả mới và cũ đều mắc hơn so với phiên bản thường. Nhưng mà đổi lại á, mới anh em mua là đâu đó mức giá là 150 mấy triệu á, và mua cũ lại là 110 mấy triệu. 500cc có full ABS, cảm giác lái thoải mái, lực máy rất là ngon. Thì mình thấy là đây là một chiếc xe rất là hời. Anh em đừng để cái mác là xe Trung Quốc đánh lừa anh em nữa, nó không có tệ, thật sự là nó không tệ. Và với người đã trải nghiệm rất là nhiều dòng xe như mình thì mình dám đính chính với anh em luôn là chiếc xe này không tệ, rất là ngon là đằng khác. Mặc dù là cái form xe nó không hoàn toàn là một chiếc xe cổ điển, nhưng mà nếu mà anh em gắn vào cái bộ kích mà mình nói thì chiếc xe đã cải thiện rất là nhiều, những chiếc xe nó sẽ chất hơn, nó đẹp hơn. Và đó là tất cả những gì mình có thể nói cho anh em về chiếc Benelli Leon Sino này, một chiếc xe khá là ngon trong tầm giá. Anh em nghĩ sao về chiếc xe này? Với giá tiền dưới 150 triệu thì anh em có lựa chiếc xe này làm chiếc xe để anh em sử dụng để đi tour và đi chơi hàng ngày hay không? Thì hãy để cho mình một cái comment bên dưới. Và nếu anh em thấy video này hay, hãy cho mình xin một like, một subscribe và ấn vào nút chuông bên cạnh để theo dõi những clip tiếp theo của mình nha. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. See ya.